Trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài Romanian Deadlift. Và bài này thì nó sẽ chủ yếu tác động vào đùi sau, vào mông và lưng dưới. Thì một số những cái chú ý mà mọi người phải để tâm tới là khi mà tập ấy, thì các bạn sẽ phải gồng chặt phần lưng phía trên, đưa xương bả vai về phía sau và xuống dưới. Tiếp theo là khi mà xuống ấy, thì chân của các bạn sẽ hơi trùng một chút, chỉ hơi một chút thôi. Và các bạn sẽ vẫn phải giữ thẳng phần người phía trên. Các bạn gập người xuống cho tới khi mà đùi sau của bạn căng, nhưng cái phần lưng trên này nó vẫn phải thẳng. Thì các bạn sẽ đưa người lên bằng cách là đẩy hông về phía trước. Làm lại một lần nữa. Khi mà xuống các bạn sẽ thấy là mông hơi đưa về phía sau, nhưng mà khi lên thì mông sẽ đẩy về đằng trước. Ok. Và bây giờ thì bạn Hoàng sẽ thực hiện bài Romanian Deadlift. Và khi mà cầm tạ lên thì các bạn hãy chú ý là giữ cho lưng thật thẳng. Một số những cái lỗi mà mọi người hay gặp phải là thứ nhất là khi mà xuống thì các bạn bị cong lưng. Lỗi thứ hai là có thể mặc dù là không cong lưng nhưng mà bạn lại thả không gồng cái phần lưng trên, cho nên là vai bị đưa hết về phía trước. Lỗi thứ ba là khi mà xuống thì các bạn lại trùng gối quá nhiều, thế nên là nó lại chuyển thành bài squat chứ không còn là bài deadlift nữa. Và lỗi cuối cùng là khi mà lên thì các bạn lại ưỡn quá nhiều,